Sáng nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức hội nghị giới thiệu trưng bày sản phẩm quốc phòng kinh tế tiêu biểu do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng. Hội nghị tham quan lần này là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Hiện nay, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật hơn 600 tiến sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn kỹ sư được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, có trình độ, kỹ năng và phương pháp công tác tốt, giàu kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, sáng tạo, độc lập, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có các dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, dây chuyền sản xuất đạn, ngòi, đồng bộ đạn, dây chuyền sản xuất các loại thuốc phóng, thuốc nổ, thuốc hỏa thuật và dây chuyền sửa chữa các loại đạn cao xạ, đạn pháo. Đối với nhóm vũ khí lục quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã sản xuất các loại vũ khí trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân, từ súng ngắn đến hỏa lực bộ binh, đạn, mìn, khí tài quang học, ngòi nổ, thuốc phóng, thuốc nổ, thuốc hỏa thuật và phụ kiện nội. Các sản phẩm lưỡng dụng như là các thông tin, lượng nổ huấn luyện, các loại lốp xe quân sự. Đối với nhóm vũ khí trang bị kỹ thuật quân binh chủng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã sản xuất các sản phẩm như các loại dây cáp thông tin cho binh chủng thông tin liên lạc, thùng dầu mềm, bom tập cho quân chủng phòng không không quân, khí tài phòng ra cho binh chủng hóa học, khí tài quan sát. Đối với nhiệm vụ đóng tàu quân sự, thì những năm qua các nhà máy đóng tàu đã đóng mới thành công các loại tàu quân sự như tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo tuần tiễu, tàu cứu hộ, tàu ngầm. Bên cạnh ưu tiên cho hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh tế, duy trì năng lực sản xuất quốc phòng, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế cả nước, kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên biển và ven biển, đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu mà Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh việc nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị và các sản phẩm lưỡng dụng có ý nghĩa quan trọng trong hiện đại hóa quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tập trung áp dụng, làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của quân đội.